Hello, xin chào mọi người nha. Bữa nay mình chia sẻ là từ lúc mà mình được bật kênh kiếm tiền trên YouTube á, được bao nhiêu tiền nha. Và khi nào mà mình mới được monetize để bật nút kiếm tiền đó các bạn ở trên YouTube á. Đây, đây là kênh của mình nha. Hiện tại thì mình đang có là 8.588 người subscribe. Thì mình nói vấn đề chính luôn là các bạn phải đủ 1.000 người đăng ký và 4.000 public hour watch là 4.000 tiếng đó, thì sau đó các bạn sẽ được monetize, bật nút kiếm tiền trên YouTube. Là các bạn sẽ thông qua là các bạn phải đăng nhập cái driver license, đó là cái bằng lái xe đó, rồi họ sẽ verify với cái địa chỉ nhà của các bạn, rồi họ sẽ gửi về nhà là bốn số mật mã ở trong một cái lá thư á. Rồi các bạn mở lá thư đó ra, các bạn gửi cho Google, rồi họ verify nhà của các bạn match với lại cái driver license của các bạn. Rồi xong đó rồi các bạn sẽ đăng nhập số nền xã hội của các bạn vô tài khoản. Rồi thì đủ 100 đồng thì họ mới bắt đầu chuyển vô tài khoản nhà băng của các bạn. Thì khi các bạn add số account nhà băng của các bạn vô, rồi các bạn bắt buộc các bạn phải verify nữa hai cái small deposit, confirm nhà băng của các bạn. Rồi sau đó là cứ mà đủ 100 đồng là họ sẽ tự động directly deposit cho các bạn luôn. Rồi bây giờ mình bấm vô cái phần enterprises nè, để mình coi cái revenue nè, earning nè, đó, view payment nè, đó, đây là mình được 102 nè, từ hồi cuối tháng 5 cho đến ngày 22 tháng 7 nè. Nó có để sẵn luôn nè các bạn. Rồi tháng 5 cho đến cuối tháng 30 tháng 6 nè, bắt đầu là ngày 22. Sau 22 ngày sau họ mới bỏ nhà băng nha các bạn. Rồi bây giờ mình vô phần này đi. Ở đây nè. Nó nói là how much you are earning nè. In the last 6 months nè. Tháng 5 nè, mình được 49, 76 nè. Tháng 6 mình được 52, 30 nè. Tháng 7 nè, mình được 26, 25 nè. Tháng 8 mình được 32, 24. Tháng 9 mình được 47, 62. Và tháng 10 bây giờ là được 31 đồng, 26 xu. Đó là watch page nè, 63 đồng 70 xu là long video đó. Còn đây là short nè, YouTube short video nè. Cái cao nhất của mình là đó, mình được 12.000 người view, 36 người đăng ký kênh, là estimate là mình được 1 đồng 63 xu. Này là YouTube short đấy nha các bạn. Maximum, minimum là ít nhất là 15 giây, cao nhất là 60 giây. Thì thật sự ra mình cũng bận rộn lắm các bạn, mình làm 7 ngày lắm, với lại có con nít nữa, thành thử ra là thời gian không có nhiều. Nhưng mà thật sự ra mình rất là mừng từ lúc mà được bật kênh kiếm tiền á, thì trong đầu mình thì mình không nghĩ là sẽ được bao nhiêu đâu, nhưng mà vui là chính mà. Thì mỗi người có một cái hobby khác nhau các bạn ạ. Người thì thích xe, người thì thích quần vợt, người thì thích bóng rổ, mỗi người một game. Thì mình rất là thích quay phim. Thứ nhất là mới đầu thì mình nghĩ là chỉ là lưu lại kỷ niệm này nọ thôi, mà không ngờ là mình đã được bật kinh kiếm tiền. Thì mình coi coi từ năm 2019 cho đến giờ là được 5 năm 9 tháng, thì coi như là gần 6 năm rồi nghe các bạn. Đó, đây là họ cho mình biết nè, trong một tháng vừa rồi nè, mình kiếm được
63 đồng 70 xu. Video performance là short term, long term đó, sorry các bạn. Còn bên này là short term, là có nghĩa là short YouTube short đó, được 9 đồng 84 xu trong 28 ngày. Còn live thì mình không được đồng nào hết. Đó. Còn đây thì cái super chat là mình không có, cái đó mình cũng không rành lắm. Thì mình sẽ cố gắng hơn nữa vì đam mê nghệ thuật mà. Anh thử ra là số tiền này mình sẽ quyên góp cho làm đi làm từ thiện nha các bạn. Mình rất là thích.